Tiếp tục về hàng là những cái đơn hàng 18TNW3000 kết hợp cùng với mẫu thùng 5202 được các bác săn đón ủng hộ, nên là cửa hàng em liên tục chốt đơn và liên đơn cho toàn thể các bác. Các bác ở gần và xa thì mặt hàng đều được em phục vụ đầy đủ nhé. Đây mẫu 5202. Đấy. Xúc kép hầm 50. Và đây là cái kiện hàng của nó bát 18 tên là với kép 3000 mẫu cụ loa được các bác săn đón cũng như là có nhiều lời phán xét nhất nhì hiện tại, cũng như là với cái mẫu cụ này nó sẽ làm cái việc là công suất chịu tải rất lớn, nhưng mà công suất yêu cầu đánh thì không cần lớn lắm, chỉ tầm 1800 một kênh là có thể đánh được rồi, 1800 một kênh trên tải 8 ôm là đánh ok rồi. Còn nếu như mà các bác mà kiếm được con đấy một công suất khoảng tầm 2000-2500 một kênh trên 8 ôm của anh rất là căng. Còn bát này, và bát này nó vừa thùng này nó khá hợp nhá, nó ra được cái lực đánh khá là mạnh. Bát này nắp vào xúc mặt đánh khá là êm. Nếu như con bát này này mà nắp vào cái thùng mini scope này thì nó đánh còn cực hay luôn. Các bác không tưởng tượng được nó đánh êm và sâu ạ. Các giải thấp nó nền rất là tốt. Nhưng có cái điểm yếu là các bác chơi với xúc kem hầm này thì là 4 ôm và công suất thực tải trên 4 ôm mà đánh căng dòng dã liên tục, quánh gọi là áp lực rất là mạnh ấy, thì yêu cầu cục để công suất trên tải 4 ôm đâu đó khoảng tầm 3000 đến 3200 hoặc là 3500W thì mới gọi là đủ công suất đánh khá là căng. Đấy, khá là căng, tức là một con xúc đơn 50 hay xúc kép 50 mà nó đánh ra được áp lực kinh tế thì nó kêu kinh khủng luôn, áp lực rất là mạnh. Đây là phụ kiện này, ốc này, hậu này. Thế nên em sẽ hàn dây và chiều tối nay em sẽ lắp lên và em sẽ có một chuyến hỗ trợ lắp đặt cho các bác ở trong khu vực tỉnh Hưng Yên. Các bác nào mà tổ chức sự kiện tiệc cưới giờ muốn nâng cấp lên, thay vì xúc đơn này thì sử dụng xúc đơn này, thay vì xúc đơn nọ thì sử dụng xúc đơn này. Đây nhá, đơn hàng của các bác đặt hàng đã có rồi. Các bác nào ở xa mà cũng muốn lấy thì liên hệ trực tiếp với em. 16.500 một cặp và hỗ trợ đóng gói bao bì gửi đi, nếu như ở xa quá thì em xin thêm 5-700 nghìn cái tiền cước vận chuyển. Còn trong cái khu vực gọi là miền Bắc miền Trung thì em bao ship, kể gửi xe kể cả gửi bưu điện, miền Bắc đầu miền Trung thôi, tức là hết khu vực miền Bắc thì em hỗ trợ. Còn miền Trung từ qua Nghệ An qua Hà Tĩnh thì các bác xem xin thêm vài trăm nghìn nữa hỗ trợ em, bởi vì cái tiền cước vào trong đấy nó khá là tốn nhiều, tốn khá là nhiều tiền cước. 18 tên là với cái 3000. Rồi ok, báo cáo các bác là có hàng nhé. Trong clip lần sau thì em sẽ tiếp tục quay và review và cũng có một vài video để so sánh cái chất âm của bát này và bát kia nắp vào trong cái thùng này và nắp trong cái thùng kia để các bác tham khảo phù hợp mục đích nào thì chúng ta sử dụng cấu hình và mục đích đấy các bác nhé. Em có xúc kép 5202, xúc đơn SC18 mini 18 SC đấy, và vẫn sẽ có các dòng như là E218 này cũng sẽ có trong thời gian sắp tới, cố gắng cho các bác là đầy đủ nhất có thể với các sản phẩm nào có thể làm tốt được mà làm được nhiều thì sẽ cung cấp, và mỗi ngày nâng cấp lên một tí, mỗi ngày cải thiện hơn một tí để cho được cái chất lượng sản phẩm bán ra càng ngày càng cao cấp hơn, đúng không ạ? Ok nhé, các bác nào quan tâm nhẹ trực tiếp xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Trong clip lần sau thì em sẽ có so sánh xúc hầm này và xúc mặt sử dụng cùng chung một cái cụ bát để các bác cùng xem, cùng trải nghiệm và cùng đưa ra ý kiến là xúc nào hiệu quả trong không gian mục đích sử dụng như thế này các bác nha.